Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Xin kính chào các cô chú anh gì nha, anh chị rồi nha. Rồi đầu dây giao dạng cũng xin chúc sức khỏe cô chú anh chị nha. Rồi, chúc sức khỏe vượt qua cái mùa Covid này các bạn ơi. Thì cũng gần tới mùng 5 tháng 5 rồi. Thì mà Covid nó vẫn hoành hành hoài nha các bạn. Thì mình cũng mong cho Covid nó hết đi, đặng cho dân mình nó ổn định làm ăn các bạn ơi. Hôm nay mình tiếp tục đi 76 với anh Quân nha. Đây fan. Anh Quân đang thở lưới vô tới nha các bạn. Thì đầu dây gieo vậy cũng xin chúc sức khỏe thôi. Rồi mình không biết nói gì hơn nha các bạn. Xin chúc các sức khỏe các bạn có sức khỏe đang vượt, có sức khỏe là có tất cả nha các bạn. Rồi. Được rồi đó anh Quân. Thì thôi mình vừa làm lưới xong nha các bạn. Phạt phạt cái chỗ đó rồi anh Quân. Nó cái chỗ hai mấy cọng cỏ trắng trắng đó. Mình vừa làm lưới xong. Đây mình thả mồi để các bạn ơi. Mồi mình vừa thả xong rồi nha các bạn. Thì bữa nay mình thả ba con đen. Ba con đen, một con sành, một con nâu nha các bạn. Hy vọng là quýnh được con sáo nâu mồi của mình lại nha các bạn ơi. Sáo nâu mồi của hổm mình xảy ngay cái sân này nè. Thì cái sân này các bạn nhìn thấy cũng quen rồi đúng không? Tại bữa nay quay đài nó nói chuyện hơi lớn nha các bạn. Mong các bạn thông cảm nha. Đây là sáo kêu. Ở bên kia cũng là hai lòng sáo kêu nha các bạn. Trời bữa nay đẹp trời quá các bạn ơi. Mặt trời sáng bình minh rất đẹp nha các bạn. Đó. Ở đây cái đài hơi lớn thì thôi chút xíu quýnh mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Tại đi hơi sớm quay cũng hơi tối mong các bạn thông cảm nha. Đây cảnh đây. Cảnh này các bạn thấy rất quen rồi. Còn hơi tối nha các bạn. Có đen nè, có đen nè, có đen. Có đen, có đen. Con đen. Con đen quay lại chứ người ta. Có con đen quay lại nữa. Họ nó bay trên đây bay nữa, dưới đây bay, trên đây bay nữa. Con đen quay lại mà sao? Con đen quay lại. Cảnh quay lại cho lưng ngon ghê. Con đen rồi. Nó xè cánh xuống rồi. Xuống các bạn ơi. Ba không còn rồi. Ba không còn rồi. Ba không còn rồi.
con. Từ 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 từ. Tốt luôn. Cái mặt đó đi. Hai em các bạn ơi. Con đen á bạn, khai mạc nha. Con đen quá đẹp, mồng cao luôn nè các bạn ơi. À. Quất. Bốn em nữa nghe các bạn ơi. Quá đã rồi. Tóc hình mới được, để thôi nó về nữa nha các bạn ơi. Về nữa mình chở tay không kịp nha. Tóc này nó bay dữ lắm nha các bạn. Đi kia lên kia hết trơn à. Đấy, đúng em. Đúng em nha các bạn. Bốn em nữa nha các bạn. Bốn em sành nè bạn ơi. Đó, bữa nay mà anh em có sáu nuôi nha anh. Bảy cá. Bảy cá. Bảy các bạn ơi, bảy đông lắm các bạn ơi. Nè 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 bảy nè. Chưa, từ từ. Quất. Từ từ như chút. Từ từ chứ. Ô, hai con nước kìa. Qua kia, qua kia. Mấy con, mấy con. Anh Quân chờ chút nữa là được. Nó xuống được. Xuống được em hai em nữa rồi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Qua kia. Trời luôn. Qua kia. Lẹ, 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 lẹ anh ơi. Về nữa anh ơi. Quá rồi các bạn ơi. Gãy chân nó anh ơi. Đây các bạn ơi. Quá rồi. Vườn mấy con nữa nha các bạn ơi. Chạy luôn. Đây. Mình 5 con nha các bạn. 5 con luôn, không biết mấy con à. 4 con hả? 9 con bạn ơi. 9 con rồi nha các bạn. Rồi. Anh để chút nữa là được đây. 10 con 11 con rồi. Ôi. Đây 9 con 4 con nữa nha các bạn, là 9 con nha các bạn ơi. Vô. Vô hết về đội mình hết rồi các bạn ơi. Bữa nay quá đã rồi. Bày đông quá bạn ơi. Các bạn ơi, bày đông lắm. Bày đông lắm. Bày này đông lắm các bạn ơi. Quá trời đông rồi. Đây để con quay cho bạn xem nha. À đó.
vô hết à, từ từ. Quá trời ơi. Quá trời anh em ơi. Các bạn ơi. Quá trời ơi. Lẹ lẹ đi. Xách xách lồng ra đây. Từ 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 bình tĩnh ra đây. Từ từ từ. Từ 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 anh ơi. Sao gì á? Từ từ anh ơi, từ từ. Wow. Từ từ anh ơi. Mấy anh nói không cho hơi luôn. Ủa? Lưới hả? Lưới hả? Từ 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 từ. Quá trời. Sao sành đâu mà sức dữ á. Quá trời rồi, quá trời rồi. Bỏ vô lòng rồi, bỏ vô lòng đi. Khỏi đếm luôn đi, nhiều quá rồi. Từ từ từ. Sao sành không vậy? Con nâu nào không? Không. Bạn ơi. Có 20 con anh em ơi. Nguyên bầy luôn. Cái lồng ở sau, chuồng ở sau này anh ơi. Lè lè đây. Vụ mánh rồi bạn ơi. Anh Quân gọi hoàng quá anh Quân ơi. Cái này nữa rồi, quá trời luôn. Cái này đầy lồng luôn rồi các bạn ơi. Cú này nó đầy lồng rồi. Quá chí rồi. Ôi trời. Quá chí rồi. Ối luôn rồi các bạn ơi. Bình tĩnh thôi. Gỡ từ từ. Ui trời. Quá anh Dạng với anh Quân gỡ không kịp luôn các bạn. Chụp tấm hình luôn. Dạ dạ. 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 Cỡ 20 con luôn á mẻ này. Cẩn thận gãy chân gãy cánh anh luôn ơi. Trời ơi nhét trong túi luôn rồi bạn ơi. Ơi cẩn thận. Ôi lọt lọt lọt. Lọt lưới lọt lưới. Ô nó về nữa anh ơi. Lẹ 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 anh ơi. Cặp nước kìa. Cặp gì kìa. Thì nó lạng lạng kìa. Đây là mấy con sáo mồi nha anh em. Bao nhiêu anh Quân? Chưa đếm hả? Cứng cái lòng luôn rồi. Cứng một lưới, hai lưới cứng lòng rồi bạn ơi. Vô. Giống đèn trời quá. Số đèn có đèn bảy mấy chục con rồi hả? Có. Đèn nâu với số sáng nâu. Để.
quất đi. Quất. Quất. Bà em các bạn ơi, hai em đen. Bà đã rồi. Mấy con đen anh? Hai đen tơ hả? Con sành hả? Rồi, hai con đen tơ con sành. Quá đã bạn ơi. Em tơ nè các bạn, em sành nữa nha. Bữa nay trúng mánh nè nha các bạn. Hai mấy bài. Bữa nay quá chí rồi. Có còn không? Một em tơ nữa nha các bạn ơi. Một em tơ nữa nha các bạn ơi. Một em tơ nữa nha. Quất. Trời ơi. Phụ chết rồi. Anh Quân. Ôi trời ơi. Trời ơi anh Quân, vội vàng quá. Trời. Trời anh Quân ơi, anh Quân. Trời nó xuống chút là được rồi. Nó dám ra nữa anh Quân. Ba con anh Quân để sấy một con. Hai con cưỡng quá đã nha các bạn. Cưỡng tơ luôn nè. Đẹp quá các bạn ơi. Hai con. Ba con sảy hết con nha các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Ba em đen. Ba
kéo này lên dễ ghê vậy. Nó già quá chí rồi, nó lên dễ còn dữ hơn con sáu con quân nữa. Nó già rồi. Nó già dữ hơn luôn. Hả? Cột hả? Đồ á. À, ta cột. Lên dễ cái cột đâu cậu. Các bạn ơi, con sáu nó lên dãy ít xịt nha các bạn. Coi nè, cái dãy của nó nè, ngọ. Không biết con này dạng quá chí rồi, con này con người ta nuôi rồi. Con này con người ta nuôi rồi. Quá đã các bạn ơi. Đây, về đội mình luôn nha các bạn. Tơ nữa hay gì á. Ồ, sáng cung gì á. Cung. Quấn luôn ha. Rồi quấn đi bà ơi. Má cứng cái lồng luôn được. Má cái lồng trời ơi, sách này nó nặng luôn. Đẹp không anh? Trời con cúc bay rồi. Sao có chút xíu. Sáu đen này nó mới nở luôn các bạn ơi. Sáu đen cái gì con mắt gì kỳ vậy ta? Sáu này nuôi là nói chuyện luôn nè. Nó nhỏ. Sáu nó đang tơ luôn nè các bạn, mới nở luôn. Ừ. Sáu này nuôi là nói chuyện luôn nha các bạn ơi. Nuôi nói chuyện được. Đây cho về đội của mình luôn. Đây về đội mình luôn các bạn ơi. Đây cầm lòng lên. Các bạn ơi, thành quả của mình nè, cứng cái lòng hết rồi. Đó, cứng lòng hết trơn rồi, nó nằm vậy chứ không có chết. Đó, cứng lòng hết rồi. Nè, cưỡng đó nha các bạn. Cứng hết trơn hai cái lòng rồi, thôi mình về thôi bạn ơi, mình không biết nhiêu con nữa. Giờ không biết đường đâu đếm các bạn ơi. Đó, cưỡng à. Cưỡng đẹp không? Đó, không chết rồi. Cưỡng quá đẹp nha, đâu có chết nằm vậy đó, chết gì. Nó nằm nó nằm trong ốc đó đó. Đó. Không? Quá đẹp các bạn ơi. Clip mình cũng dài rồi nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc clip đây luôn các bạn ơi. Nếu các bạn xem clip mình nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Bữa nay các bạn có sáu nuôi rồi nha. Thì các bạn nào yêu cầu bánh sáu nuôi thì các bạn cứ alo mình. Thì đây ngày mai ngày mốt thì mình cũng vẫn còn quýnh nha các bạn. Thôi mình cũng xin chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo các bạn ơi. Bye bye.